Công ty Nông nghiệp Thanh Hà xin kính chào quý khách hàng. Là công ty chuyên sản xuất và phân phối các dòng sản phẩm túi bao trái cây, túi lưới nhựa, xốp lưới, dụng cụ làm vườn, thuốc kích thích đặc trị cho hoa cây cảnh, kéo cắt cành, chậu ươm, giá thẻ trồng cây, bình xịt, kìm khoanh vỏ cây và nhiều sản phẩm khác nữa, nhằm đáp ứng được mọi nhu cầu sử dụng của khách hàng. Với quy mô sản xuất rộng lớn, công ty luôn đáp ứng được các đơn hàng lớn nhỏ trong thời gian ngắn nhất, chiết khấu cao cho những đơn hàng lấy số lượng nhiều, vận chuyển và giao hàng tận nơi trên toàn quốc. Sản phẩm được làm từ chất liệu nhựa nguyên sinh PE có độ đàn hồi và co giãn tốt, khó đứt rách, sợi lưới đan xen chắc chắn. Sản phẩm sản xuất dài nguyên cuộn có thể sử dụng bọc cho nhiều đồ vật khác nhau như bọc để bảo vệ chai rượu, bọc lõi lọc nước, bọc đồ cọ trang điểm và nhiều đồ vật khác. Tùy vào kích thước đồ vật mà người dùng có thể cắt sao cho phù hợp với mục đích sử dụng khác nhau. Ngoài lưới nguyên cuộn bọc đồ, công ty còn sản xuất cả lưới cắt sẵn với các kích thước cắt sẵn như 8cm, 10cm, 12cm, 13cm, 14cm để bao hoa, đựng phân tan chậm và có nhận cắt theo yêu cầu đặt hàng về màu sắc, kích thước, độ dày mỏng, mắt lưới to nhỏ khác nhau. Với những chai rượu ngoại, rượu nhập khẩu, rượu vang, chúng ta nên sử dụng loại lưới bao bọc ở ngoài giúp bảo vệ tem mác, không bị mờ, bong, rách trong quá trình vận chuyển cũng như tăng tính thẩm mỹ, nâng cao giá trị. Còn với lõi lọc nước, khi dùng lưới bọc sẽ giúp bảo vệ không bị xước, tránh va đập khi vận chuyển. Những đầu cọ trang điểm dùng lưới bọc lại để bảo quản đầu cọ đỡ bị xù lông, bám bụi. Lưới bảo vệ cọ có độ co giãn tốt, mềm mại giúp người dùng dễ dàng sử dụng. Để tìm hiểu kỹ hơn về sản phẩm cũng như tham khảo thêm các sản phẩm khác, quý khách hàng vui lòng truy cập website hiện trên màn hình hoặc liên hệ tới số hotline của công ty để được nhân viên tư vấn và hỗ trợ nhanh chóng nhất.